Hello mọi người, từ việc có rất là nhiều chị không có hiểu về cái khóa học và online nó là sao, cho nên là hôm nay là Quốc quay video này để chỉ cho mọi người chi tiết từng bước cái cách mình ghi danh rồi mình học làm sao cho dễ hiểu ha. Rồi đầu tiên á, khi mà mình đăng ký á, mình ghi danh đăng ký xong thì mình chuyển khoản xong thì cho Quốc địa chỉ số điện thoại, sau đó là Quốc sẽ ship cuốn sách cho mọi người. Sau khi có cuốn sách xong rồi á là ngay lập tức ha, mình có mật khẩu mình vô nè, website mình coi hết luôn. Cái tên của nó là 8 ngày hoàn mỹ chứ không phải là khóa học này 8 ngày, cái tên nó vậy thôi. Còn bây giờ mình vô mình ngồi mình coi một lèo từ đầu đến cuối, là tổng thời lượng của 20 mấy video á là 55 phút 33 giây. Đó, mình vô mình coi liền luôn, sáng trưa chiều tối, coi điện thoại, coi tivi, coi màn hình máy tính, coi bất kỳ cái nào cũng được hết. Đó, rồi. Khi mình vô mình coi ha thì trong ở trên đây nè, nó có đầy đủ hết từng bước mình coi từng bước luôn. Mình vừa coi video mà mình vừa coi sách luôn, thành ra mình sẽ không có bị quên bài. Rồi nè, bấm vô đó, video là chất lượng 4K, chạy rất là mượt mà, nó sắc nét luôn, chậm rãi dễ hiểu luôn. Rồi đó là cho các video đây nè, đó là gắn mi luôn nè. Rồi mình sẽ có che quầng thâm nè, rồi mình có phối màu mắt nè, rồi mình có lớp nền mỏng nhẹ nè, rồi mình có các lưu ý về đánh nền, dùng cọ, cầm cọ làm sao, đánh cọ làm sao, nó chi tiết rất là chi tiết để cho những người mà mới bắt đầu chưa biết gì hết trơn á là cũng học được luôn. Rồi mình sẽ có cách là vệ sinh cọ, dạy cọ, lau cọ đồ luôn, rất là kỹ càng. Rồi xong những cái video này xong á thì mình có thêm nữa, đó là ba cái make up look này nè, ba cái make up look, ba cái tông trang điểm trên đây đó. Video này thì Quốc làm trên mẫu để cho mọi người tưởng tượng mường tượng cho nó dễ, thì nó có hồng nè, cam nè, rồi nâu nè. Đó là cái là bonus thêm, mình vô mình coi thêm là coi từng bước từ đầu đến cuối luôn. Nhưng mà nó rành rọt rồi phải không, cái mình coi cái này từ đầu đến cuối cái mình hiểu mình làm theo là mình có luôn ba tầm trong này. Rồi sau khi mình ghi danh xong đúng không, mình ghi danh xong rồi cái mình sẽ được Quốc đưa vô một cái group, là group nhóm của lớp, group kín ha. Thì trong group lớp á, Quốc sẽ có tổ chức những buổi mình gọi là workshop online để làm gì, mấy các bạn vô vô rồi vô cái group của mình á, thì Quốc sẽ tổ chức những buổi workshop để Quốc ngồi Quốc trang điểm, Quốc dạy lại từ đầu đến cuối cho mọi người luôn, rồi Quốc sửa bài trực tiếp trên đây luôn. Đó, thành ra là mình tự học xong rồi, rồi mình học cùng với Quốc, học cùng với lớp, sửa bài trực tiếp luôn. Nó rất là gọi là Quốc làm một cái, là một cái vòng tròn đó, mình không có thoát được luôn, và mình sẽ dễ dàng tự học để giá rẻ. Ok, đây thành viên trong nhóm mình là được khoảng 120 mấy thành viên rồi, và thành viên có ở các nước luôn, Mỹ, Nhật, Hàn, rồi Hồng Kông, Đài Loan đều đều có hết. Tại vì các bạn ở nước ngoài á, không có điều kiện mà đi học ở ở ở trung tâm rồi nhiều quá, thành ra mua khóa học này ở nhà tự mở ra tự học hết luôn. Và cái nhóm này là để mình gọi là mình giao lưu với nhau nè, hoặc là mình có câu hỏi, hoặc là mình có make up nào mà muốn mà thắc mắc á thì cứ post đây hoặc là nhắn tin cho Quốc, Quốc sẽ trả lời trực tiếp cho mọi người luôn. Và cái cuốn sách mà mình được tặng kèm trong khóa học này á, nó rất là đẹp, đẹp từ ngoài lẫn trong luôn, vì cái cuốn sách này á đã được cấp quyền tác giả bởi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đó. Nó có một cái giấy chứng nhận quyền của cuốn sách này luôn, thành ra là cuốn sách này là một khi mà mọi người nhận được á, nó rất là gọi là tâm huyết và châu chuốt, rất là chỉnh chu cho mọi người luôn. Rồi ngoài khóa online này á, thì mình sẽ có khóa học trực tiếp một một nữa, thì sẽ là do chính Quốc đứng dạy luôn nha mọi người, Quốc dạy luôn chứ không phải là cho ai dạy hết. Và một khóa của khóa học một một trực tiếp á là bao gồm 4 buổi, 4 buổi này mỗi buổi là khoảng 90 phút, và mình có thể tùy chọn ngày giờ, bất kỳ ngày nào giờ nào mình rảnh mình nhắn Quốc để Quốc check lịch rồi mình tới mình học là được. Và khóa học đều có một cái cuốn sách riêng cho cái khóa học 11 luôn, để làm cái gì, mình về nhà mình học xong mà mình quên đồ mình mở ra là mình nhớ liền, nhớ hết tất cả luôn. Và khi mà mình đi học á là mình không cần đem gì hết trơn á, mỹ phẩm là có ở lớp có hết đầy đủ, tẩy trang này nọ rồi son này là có đầy đủ hết luôn, thành ra đi học là không cần đem gì hết trơn á. Đó, đối với những cái bạn mà ví dụ mà mình đã biết trang điểm sơ sơ căn bản rồi á, mình thích học tông này tông kia thì cũng ghi danh với Quốc luôn, và khóa học của mình cũng là 4 buổi luôn. Mình có thể yêu cầu bất kỳ tông nào mình thích, bất kỳ tông nào mình muốn, hoặc là mình muốn trang điểm đô jean đồ á
là mình có thể đăng ký luôn. Nhưng mà đối với những cái nâng cao hoặc và cái login đó thì mình yêu cầu mình phải có cái căn bản nè, cái trang điểm căn bản rồi thì mình mới học nâng cao được. Còn bây giờ mình chưa biết gì hết trơn á mà mình vô là mình đòi học liền cái tông này tông kia tông nọ thì là cái đó là học vẹt. Học vẹt thì mình sẽ không có cái căn bản, không có nền tảng thì sẽ không học được, nó không có cho mình lâu dài được. Đó, thành ra là sẽ chia ra từng phần ha. Thì tất cả đều là 4 buổi hết. Chưa biết gì, vô học. Biết rồi, vô học. Thích tông này tông kia, vô học. Thích tông Douyin, vô học luôn. Đều là 4 buổi. Và giá tiền học phí nó đều giống nhau luôn. Thì có bất kỳ câu hỏi nào về khóa online hay là khóa trực tiếp mà một một, mọi người liên hệ qua fanpage Quốc Kỳ Beauty hoặc là email hoặc là website của Quốc, là thông tin trên đó hết nha. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye.